Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp cùng Kisato. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày khá là nắng nóng của miền Bắc. Tuy nhiên vẫn không thể ngăn cản được Phương Nga cùng với đội ngũ truyền thông của công ty Kisato. Chúng tôi vẫn tiếp tục trên chuyến hành trình đi lan tỏa những cái đẹp đến với những ngôi nhà mà Kisato đã thực hiện thiết kế cho các vị gia chủ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại công trình nhà vườn mái Thái của anh Trang tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh Trang một chút. Em chào anh. Chào em. Vâng ạ, anh ơi, công trình nhà mình thì xây dựng trong khoảng thời gian bao lâu thế hả anh? Thời gian 9 tháng. 9 tháng, và mình hoàn thiện năm nào thế ạ? Anh 2020. À, năm ngoái, vâng. Thế là mình vào ở cũng được một thời gian rồi đấy. Thế thì anh có hài lòng với công năng ở phía bên trong mà các kiến trúc sư đã thiết kế cho nhà mình không ạ? Chúng là hài lòng. Vâng, mình và ở đi lại có thuận tiện không anh? Thuận tiện mà nó ấm cúng. Dạ. Vâng ạ. Chi phí để mà hoàn thiện nhà mình thì không biết là hết bao nhiêu ạ? Nói chung là tổng chi phí cả sân vườn rồi sau trước rồi tiền bao linh tinh là 2 tỷ. 2 tỷ. 2 tỷ cho một ngôi nhà như thế này, thưa quý vị. Công trình nhà mình thì ở đây thì không biết là thời điểm mà anh xây dựng đã có nhiều nhà xung quanh là họ đã có tư tưởng là cần tìm đến một đơn vị thiết kế để xây nhà chưa ạ? Nói chung là bạn bè anh thì cũng đến đây nhiều, cũng khen ca ngợi, thì cũng có ý định thì sau tới thì cũng ở quê đây thì người ta xây nhà phải xem tuổi. Vâng. Nên là gọi này cũng đến đây thì cũng khen ngợi rồi họ kia về thông tin. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Hy vọng rằng là sắp tới nếu như mà người thân bạn bè nhà mình có ai có nhu cầu thì anh hãy chia sẻ dịch vụ của bên Kisato chúng em anh nhé. Vâng ạ, bên công ty ngày hôm nay thì cũng có một món quà nhỏ để gửi tặng gia đình ạ. Cảm ơn gia đình. Cảm ơn. Vâng ạ. Căn biệt thự nhà vườn mái Thái của gia đình nhà anh Trang thì có kích thước tổng quan chiều ngang không tính phần sảnh với lại lối đi phụ ở bên cạnh là 11,6m, chiều sâu không tính phần sảnh là 17,1m. Kích thước sàn sử dụng của công trình nhà anh là rơi vào khoảng gần 200m², rất là rộng rãi và thoải mái. Ngoài ra thì phần kích thước sân vườn còn lại ở phía trước này cũng rất là rộng, và tổng diện tích thửa đất mà anh Trang đang sở hữu là rơi vào khoảng 400m². Phần sân vườn thì đã được anh Trang lát toàn bộ là gạch đỏ, lát theo hình zig zag rất là đẹp và độc đáo ạ. Và ở phía xung quanh trước phần công trình nhà ở thì anh đã mang về đây rất là nhiều những cái chậu cây cảnh rất là đẹp và tăng thêm cái cảnh sắc thiên nhiên của công trình nhà mình. Và xung quanh chạy theo phần sân thì các kiến trúc sư của chúng tôi cũng đã bố trí phần bồn cây chạy xung quanh theo ngôi nhà để anh có thể trồng thêm hoa. Ngôi nhà của anh Trang thì có màu sơn đã được phối sử dụng giữa hai tông màu là màu xanh dương da trời đậm cùng với lại tông màu xanh dương nhạt ở những cái chi tiết phần thân nhà, và phối màu đậm ở những cái chi tiết đường gờ phào cũng như là phần cột. Bên cạnh đó thì điểm xuyết qua một chút cái tông màu trắng cũng như là có những cái màu nâu ở phía dưới hệ mái. Và ở phía bên này thì quý vị có thể thấy là chi tiết sảnh cà phê đã được các kiến trúc sư bố trí ở đây, và bên trên thì có hệ lam bê tông được sơn màu vàng. Ở đây thì nhà anh Trang là hướng nam, đón gió rất là mát. Và buổi chiều nếu như mà ngồi ở phía khu vực sảnh cà phê này nói chuyện thì rất là tuyệt vời ạ.
Phong cách mái của công trình này thì được thiết kế là phong cách hệ mái Thái, một phong cách được nhiều chủ đầu tư yêu thích. Và đối với một công trình nhà vườn như thế này thì việc sử dụng phong cách hệ mái Thái thì cũng giúp chiều cao của ngôi nhà nhìn cao ráo hơn, và từ phía nền sân lên tới cốt nền sảnh chính thì cũng đã được các kiến trúc sư của chúng tôi bố trí là 5 bậc đi lên, và để tôn thêm cái chiều cao của ngôi nhà cũng như là mang cái ý nghĩa mang thêm tài lộc vào cho gia chủ. Phía phong cách mái thì đã được thiết kế là bo viền bê tông rất là khỏe khoắn, và được sơn viền mái là sơn màu trắng rất là nổi bật so với lại nền tổng quan màu sơn xanh của ngôi nhà này. Toàn bộ chi tiết hệ cửa sổ, cửa chính, cửa thông phòng ở bên trong của công trình đều đã được gia chủ sử dụng chất liệu là cửa từ gỗ lim Nam Phi rất là chắc chắn và sang trọng, bền đẹp theo thời gian. Bên cạnh đó thì còn có những cái chi tiết được chạm trổ khá là tỉ mỉ từ các bác thợ mộc rất là đẹp, thưa quý vị. Ngoài hệ cột ở phần sảnh chính để chống đỡ hệ mái thì xung quanh các kiến trúc sư cũng đã bố trí thêm cái phần hệ cột giả để tăng thêm cái sự bề thế cũng như là khỏe khoắn của ngôi nhà này. Và sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng Phương Nga di chuyển vào phía bên trong để khám phá chi tiết hơn về công năng mặt bằng của ngôi nhà này. Hiện tại thì tôi đang đứng ở phần khu vực sảnh chính của ngôi nhà này, cũng là khu vực sảnh trước. Từ cổng bước vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy khu vực sảnh này luôn. Diện tích kích thước sảnh này thì có diện tích là 9,97m², rất là rộng thưa quý vị. Ở phần chính giữa thì đã được thiết kế phần gạch thảm rất là trang trọng, tăng thêm cái sự trang trọng cũng như là rất là đẹp của cái không gian đón khách này. Và từ đây thì bước vào chúng ta sẽ tiến ngay vào không gian phòng khách rất hết sức là rộng rãi của công trình nhà anh Trang, với tổng diện tích rơi vào khoảng là 67,74m² thưa quý vị. Và anh Trang thì có chia sẻ với chúng tôi, anh là con trưởng nên là ngôi nhà này thì sẽ rất là hay tổ chức những cái dịp hội họp cũng như là dỗ để mời anh em bạn bè gần xa đến nhà dùng bữa. Chính vì thế ở không gian phòng khách này với cái diện tích rất là rộng như vậy thì sau này sẽ được sử dụng vào những cái mục đích đó. Tại đây thì gia chủ có thể sắp xếp được tới 13-14 mâm cỗ ạ. Trần nhà ở phía bên trên thì đã được anh sử dụng là ốp gỗ sồi Nga cũng rất là đẹp và độc đáo. Những chi tiết khác lạ của công trình này, những chi tiết gỗ được chạm trổ khá là tỉ mỉ và tinh xảo. Và ở phía bên trên thì cũng được ốp hệ đèn tai ông Trần thì buổi tối bật lên rất là lung linh. Đây là bộ bàn ghế tiếp khách của nhà anh. Toàn bộ gỗ bàn ghế này cùng với lại gỗ của kệ đều là từ gỗ vụ, cũng rất là đẹp và mang cái màu gỗ Nga, nhìn thấy nó cũng khá là sang. Ở bên trên, bên cạnh tường kia thì đã được anh sử dụng một cái chi tiết trang trí là treo gương, viền gỗ, cũng rất là sang trọng. Và từ không gian bàn ghế ngồi tiếp khách này, bước sang phía bên cạnh thì chúng ta tiến vào phần bếp ăn của công trình nhà anh Trang với là hơn 19m². Và ở trong này thì toàn bộ phần kệ tủ bếp, bàn ghế anh cũng đều trang bị đồ nội thất nhà mình là từ gỗ. Và không gian phòng bếp này ngăn cách với lại không gian tiếp khách ở phía bên ngoài sẽ là có phần bước, chúng ta sẽ bước qua cái phần ô cửa như này, cũng được bao bọc xung quanh là từ gỗ sồi Nga rất là đẹp. Và phía bên cạnh này thì còn có phần chi tiết hệ lam gỗ như thế này nữa để tăng thêm cái sự phân cách cũng như là riêng tư cho khu vực đón khách cũng như là khu vực bếp ăn ở phía bên trong của gia chủ. Từ bếp ăn này thì chúng ta sẽ có nhà vệ sinh sử dụng chung sắp xếp ở phía bên cạnh này, rất là gọn gàng và riêng tư ở đây. Và bên cạnh đó thì còn có lối đi ra phía phần sân sau của công trình nhà anh Trang. Đây là lối đi ra phía bên ngoài. Phòng thờ của công trình này thì đã được các kiến trúc sư của chúng tôi bố trí là sắp xếp ở ngay phần đầu của ngôi nhà. Bước vào từ cửa rẽ bên tay phải thì chúng ta sẽ tiến vào khu vực phòng thờ. Đây ở phía bên này. Phòng thờ của công trình nhà anh là có diện tích là 12,49m². Và phần cửa thông phòng như chúng tôi đã chia sẻ thì anh cũng đã sử dụng chất liệu là từ gỗ lim với những cái chi tiết chạm trổ rất là đẹp như thế này, đều là bằng gỗ. Và phía bên trong này, ở phía tường đằng sau bàn thờ cũng đã được anh cho ốp gỗ và có treo trang trí tấm cuốn thư và câu đối hai bên để tăng thêm cái phần tôn kính cho không gian thờ cúng ở phía bên trong này.
Các thành viên trong gia đình nhà anh Trang thì rất là đông thành viên sinh sống trong ngôi nhà này, bao gồm nhà anh có hai vợ chồng anh cùng với lại ba bé và có bố mẹ anh sử dụng nữa. Chính vì thế, để phục vụ cho mục đích sử dụng trong tương lai thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế cho gia đình nhà anh Trang là tới 5 phòng ngủ. Thì nằm hết về một dãy bên này sẽ là có 4 phòng ngủ nằm liền kề nhau và có diện tích đều rơi vào khoảng từ hơn 10m2 cho tới hơn 11m2 cho các thành viên sử dụng. Căn phòng ngủ đầu tiên này thì dành cho bố của anh Trang sẽ sử dụng và có tích hợp nhà vệ sinh khép kín ở bên trong để phục vụ cho người cao tuổi thuận tiện đi lại. Bên cạnh là một căn phòng ngủ khác cũng có diện tích tương tự, rơi vào khoảng hơn 10m2 và có ô cửa sổ chúng tôi đã thiết kế ở phía bên cạnh. Nằm bên cạnh một căn phòng ngủ khác, 4 căn phòng ngủ nằm liền kề nhau theo một trục như thế này thôi quý vị. Các phòng này thì hiện tại thì chưa có người sử dụng và đang để cho bé nhà anh Trang sẽ ngồi ở đây để học bài. Đây là một căn phòng ngủ thứ tư. Căn phòng này cũng là một căn phòng ngủ được thiết kế tích hợp nhà vệ sinh khép kín ở phía bên trong ạ. Và có ô cửa sổ ở phía bên cạnh. Và căn phòng ngủ cuối cùng thì sẽ nằm ở phía dãy bên đối diện, nằm giữa phòng bếp ăn và phòng thờ thưa quý vị, và cũng có diện tích rơi vào khoảng từ hơn 10m2 cho tới hơn 11m2. Căn phòng này thì cũng có ô cửa sổ, chúng tôi luôn luôn lưu ý thiết kế để cho căn phòng thông thoáng, không gian ngủ nghỉ của các thành viên được thoải mái nhất. Thưa quý vị, như vậy là vừa rồi Phương Nga đã đưa quý vị đi tham quan chi tiết phần ngoại thất này, cũng như là công năng mặt bằng của công trình nhà vườn mái thái của gia chủ là anh Trang tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, với mức chi phí anh đã chia sẻ là rơi vào khoảng 2 tỷ đồng cho một công trình như thế này, bao gồm cả nội thất và sân vườn. Thì nếu như mà quý vị cảm thấy ưng ý và muốn tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa những thông tin chi tiết về công trình này để tham khảo cho ngôi nhà tương lai của quý vị thì có thể comment ở phía bên dưới video clip này để đội ngũ hỗ trợ của phía Kisato chúng tôi có thể trả lời, hoặc là gọi điện tới số hotline mà chúng tôi đã đính kèm ở phía dưới video clip này để nhận về cho mình nhiều hơn nữa những thông tin hỗ trợ chi tiết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip chia sẻ những mẫu nhà đẹp khác.